Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 3531 ubnd gl 1 về việc mở dịch vụ trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 8 tháng 6, các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở dịch vụ mở cửa trở lại, tổ chức đón du khách nội tỉnh. Ngoài ra, các quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn, quán nước, sổ số, số, các dịch vụ văn hóa, thể thao, phòng tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ PA đường hoạt động lại trừ karaoke, vũ trường, massage, bar, búp, club, trò chơi điện tử, các sân góp cũng được hoạt động đón khách nội tỉnh. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải tổ chức các hoạt động nêu trên một cách có kiểm soát, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, thực hiện đúng phương án phòng chống dịch, có kết quả đánh giá an toàn của Ủy ban Nhân dân, các địa phương phê duyệt, cơ chế tầm soát chủ động, xét nghiệm định kỳ, xác suất, luân phiên đối với người lao động. Các bên cung ứng dịch vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 4352 trên BIT MT ngày 28 tháng 5 năm 2020 có cam kết và ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh.